Chào các bạn, hôm nay mình sẽ trình bày cho các bạn bài đầu tiên, đó là về kỹ thuật VCR. Tên đầy đủ kỹ thuật này là Polymerase Chain Reaction. Thì phần trình bày của mình gồm có 3 phần. Thứ nhất là nguyên lý của kỹ thuật VCR là gì. Thứ hai là thành phần phản ứng VCR. Và cuối cùng đó là chương trình chạy của một phản ứng VCR. Trước khi mình đi vào cái phần chia sẻ của mình, thì mình muốn dành một chút xíu phút để ôn lại cấu trúc của phân tử DNA. Đây là một cái kiến thức cực kỳ quan trọng đối với các bạn khi mà các bạn tham gia vào cái ngành sinh học phân tử. Thì một phân tử DNA rất là lớn, và chúng ta chỉ xét một cái vùng nhỏ thôi. Thì một phân tử DNA là bao gồm có hai mạch đơn bắt cặp với nhau. Trong mỗi mạch đơn này thì nó được cấu thành bởi 4 loại nucleotide A, T, G và C. Thì 4 loại nucleotide ở trên mỗi mạch đơn này được liên kết với nhau bởi cầu nối cộng hóa trị. Hai mạch đơn của phân tử DNA bắt cặp với nhau theo nguyên tắc bổ sung, tức là nucleotide G sẽ bắt cặp với C, T sẽ bắt cặp với A, thì chúng ta đã biết. Và cái sự bắt cặp này nó bảo đảm cái cấu trúc đối song song. Đối song song tức là gì? Tức là mạch thứ nhất của DNA đi từ chiều 5' phosphat đến chiều 3' OH, và mạch đối của nó sẽ đi từ chiều 3' OH đến chiều 5' phosphat. Nói chung đó là một cái cấu trúc song song và nó đối chiều với nhau. Ok, chúng ta sẽ không có nói nhiều về cái kiến thức này nữa. Rồi, thì tại sao chúng ta cần phải có kỹ thuật PCR? Đó là chúng ta cần nó để giải quyết một cái bài toán, đó là làm sao để nhận biết và phát hiện một đoạn gen cụ thể có trong bộ gen. Thì bộ gen này có thể là bộ gen của người, bộ gen của vi khuẩn, bộ gen của virus, bộ gen của con tôm, con cá, hay các loại parasite, tức là ký sinh trùng nào đó. Thì để giải quyết bài toán này thì chúng ta cần phải đối mặt với hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là bên cạnh mà đoạn gen mà chúng ta muốn phát hiện thì có rất nhiều đoạn gen khác trong bộ gen mà chúng ta không cần phát hiện. Thì như vậy chúng ta đang nói đến cái độ đặc hiệu của cái kỹ thuật. Vấn đề thứ hai đó là số lượng ban đầu của đoạn gen mong muốn mà chúng ta cần phát hiện thì thường nó sẽ tồn tại một số lượng cực kỳ nhỏ mà chúng ta không thể thấy được bằng mắt thường. Thì như vậy chúng ta đang nói đến là chúng ta cần phải nhân bản cái đoạn gen này lên nhiều lần, tức là chúng ta phải amplify nó lên, hoặc là chúng ta đang nói đến cái độ nhạy sensitivity của phương pháp. Ok, nói một cách chi tiết hơn về cái độ nhạy này thì nếu như các bạn thực hiện kỹ thuật PCR và sử dụng phương pháp điện di trên gel agarose để phát hiện sản phẩm PCR, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau trong những bài sau. Thì nếu mà các bạn sử dụng kỹ thuật điện di gel agarose thì các bạn cần tối thiểu là 10 nanogram, tức là chúng ta nói về khối lượng 10 nanogram phân tử DNA mà chúng ta muốn thấy. Thì nếu như cái đoạn gen mà mục tiêu mà các bạn muốn phát hiện nó dài khoảng 500 base pair, ví dụ là vậy, thì 10 nanogram thông qua một số phép tính toán sùm thì các bạn sẽ cần 10 nanogram nó sẽ tương ứng với 1.8 nhân cho 10 lũy thừa 10 phân tử DNA, hay là bản sao. Ở trong cái giới sinh học phân tử người ta gọi là bản sao hay là copy, tức là một bản sao sẽ tương ứng với một copy cũng như tương ứng với một phân tử DNA của gen mà chúng ta muốn phát hiện. Thì như vậy, nếu như ban đầu chúng ta có 100 tế bào, trong mỗi tế bào có một bộ gen, trong mỗi bộ gen có một đoạn gen mà các bạn muốn phát hiện, thì các bạn cần phải nhân bản cái đoạn gen nó lên 180 triệu lần thì các bạn mới có đủ số lượng để các bạn quan sát được. Đó, thì đó là cái
cái tư tưởng của kỹ thuật PCR. Mình không nói nhiều về cái slide này nói về lịch sử PCR, thì đây chính là ông tổ của kỹ thuật PCR, Kerry Mullis, và đây chính là cái máy PCR cổ. Nói về khái niệm của polymerase chain reaction thì mình lý giải một chút xíu. Polymerase là tên gọi của một loại enzyme dùng để sao chép DNA. Chain reaction tức là một cái phản ứng theo chuỗi, tức là phản ứng đó nó là một cái phản ứng trùng hợp polymer và nó lặp đi lặp lại nhiều lần để tạo ra một cái số lượng lớn một phân tử nào đó. Ok, nãy giờ chúng ta sẽ đi quá nhiều về cái lý thuyết, thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái vấn đề về nguyên lý của kỹ thuật PCR. PCR hoạt động như thế nào? Hình này nói khá là chi tiết nhưng mà nó hơi khó hiểu, thì mình sẽ để các bạn xem một cái đoạn flash để các bạn sẽ dễ hiểu hơn về cái nguyên lý của PCR. Ok, thì chúng ta sẽ coi này. Một cái phản ứng PCR nó sẽ bao gồm có 3 bước chủ đạo. Bước thứ nhất là chúng ta có một cái phân tử DNA mạch đôi thế này, và chúng ta muốn nhân bản một cái vùng gen nằm ở chính giữa màn hình. Thì bước đầu tiên như mình đã trình bày đó là phân tử DNA bình thường sẽ dạng mạch đôi, nhưng mà để được nhân bản thì chúng ta cần phải biến tính nó trở thành mạch đơn. Thì đây là denature. Nhiệt độ biến tính thường khoảng 94 đến 96 độ C. Ok, chúng ta có vùng gen chúng ta mong muốn. Sau khi biến tính thì DNA sẽ ở dạng mạch đơn. Sau đó sẽ đến cái bước là nhiệt độ sẽ được hạ xuống từ 95 cho đến hạ xuống 50 đến 65 độ C tùy theo cái thiết kế của phản ứng mà chúng ta làm. Ở nhiệt độ này thì các phân tử mà chúng ta gọi là primers, tức là mồi, ở tiếng Việt gọi là mồi, sẽ bám vào trong cái phân tử DNA mạch khuôn. Thì bản chất của những đoạn primers này chính là những đoạn DNA mạch đơn có chiều dài khoảng từ 15 đến 30 nucleotide. Nucleotide, nói về nucleotide tức là nó không có dạng mạch đôi mà nó dạng mạch đơn thì ta gọi là nucleotide. Chúng ta có, để nhân bản được một vùng gen chúng ta muốn, chúng ta phải có tối thiểu là 2 mồi, thì người ta gọi là mồi xuôi, người ta gọi là mồi ngược, nhưng mà khái niệm ngược xuôi nó chỉ là khái niệm tương đối. Sau khi mồi bắt cặp vào trong mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung, tức là A với T, G với C, thì nhiệt độ phản ứng lại được nâng lên từ 50 độ C đến nâng lên đến 72 độ C. Thì đây là nhiệt độ tối ưu để cho enzyme tổng hợp DNA mạch mới hoạt động. Thì ở đây người ta gọi là giai đoạn extend. Đây là enzyme tắt polymerase và kéo dài. Thì sau khi chu kỳ đầu tiên kết thúc, các bạn để ý, các bạn chưa có được sản phẩm PCR có chiều dài mong muốn. Chúng ta sẽ đến chu kỳ thứ hai. Chu kỳ thứ hai cũng gồm 3 bước: biến tính, tức là tách mạch, bắt cặp của primer, kéo dài của primer. Ok, sau khi chu kỳ thứ hai kết thúc thì chúng ta vẫn chưa có được sản phẩm PCR có kích thước mà chúng ta mong muốn. Sau đó chúng ta đến chu kỳ thứ ba, cũng gồm 3 bước: tách mạch, bắt cặp của primer và kéo dài. Thì sau khi chu kỳ thứ ba kết thúc thì các bạn để ý, chúng ta đã có được 1, 2 phân tử sản phẩm PCR có chiều dài mà chúng ta mong muốn. Chiều dài đó được quy định bởi khoảng cách giữa mồi ngược và mồi xuôi. Và chúng ta sẽ đến chu kỳ thứ tư. Sau chu kỳ thứ tư thì các bạn có thể theo đúng cái cách nãy giờ mà mình trình bày, thì các bạn sẽ có được là 8 sản phẩm PCR có chiều dài mà các bạn mong muốn. Và đến chu kỳ thứ năm chúng ta sẽ có nhiều hơn, và chúng ta sẽ coi chu kỳ thứ 6, 7, 8 sẽ bắt đầu, và chúng ta sẽ coi một cái đồ thị tóm tắt lại cái sự nhân bản. Đồ thị nó bắt đầu
Chu kỳ thứ nhất chưa có, các bạn để ý chỗ này, target copy tức là sản phẩm đi xa có chiều dài như chúng ta mong muốn thì gọi là target copy. Và sau chu kỳ thứ nhất thì chúng ta chưa có gì hết. Chu kỳ thứ hai chúng ta cũng chưa có, nhưng sau chu kỳ thứ ba như hồi nãy mình trình bày thì các bạn bắt đầu có hai sản phẩm đi xa có kích thước mong muốn. Và các bạn đến chu kỳ thứ tư, 8 copy sản phẩm mới visa, chu kỳ thứ 5 22, chu kỳ thứ 6 52, và cứ như vậy lên đến chu kỳ số 30. Ok, thì như vậy các bạn để ý ở đây, ở trong phổ thông thì các bạn có học một cái công thức, thậm chí trong đại học các bạn sẽ học một công thức, đó là số lượng sản phẩm PCA tạo ra ở chu kỳ thứ N sẽ được tính bằng công thức 2 mũ N. Ở đây chúng ta N bằng 30 thì nó sẽ là ra một con số này. Thì con số này chính là số DNA copies, nhưng nó không phải là số sản phẩm PCA có chiều dài mong muốn. Số sản phẩm PCA có chiều dài mong muốn mà chúng ta muốn tạo ra thì nó ít hơn một chút xíu so với cái công thức này. Các bạn lưu ý điều này ha. Rồi, thì qua cái đoạn flash vừa rồi thì mình hy vọng là các bạn nắm được cái nguyên lý của kỹ thuật PCA.